Con dâu, dạo này mẹ con mình ăn hiếp chồng quá. Sắp rằng rồi mình ăn chay đi. Ăn ở nhà đi mẹ. Con mới học được bí kíp nấu món chay bao ngon như nhà hàng. Hôm nay hai mẹ con mình trổ tài cho cả nhà cùng thử đi. Con chuẩn bị trà bông nấm hương trong 3 bước sau. 200g chân nấm hương, ngâm nước nóng trong 20 phút. Cắt bỏ phần đen chân nấm rồi để ráo. Cho vào 300ml nước sôi. Thêm 2 muỗng cà phê hạt nêm nấm hương cho ngọt thấm đậm đà. Kho 45 phút cho đến khi gần cạn nước. Cho vào khăn vắt ráo, giả tơi xé sợi. Rồi cho nấm vào chảo dầu nóng, đảo đều 2 phút, cho vào một muỗng canh nước tương, rồi đảo đến khi khô. Tới nước sốt thì con tập trung làm theo mẹ. Cho vào chảo dầu 5 muỗng canh nước tương. Và không được quên 2 muỗng cà phê hạt nêm cà no. 100% nấm hương organic giúp nước sốt ngọt thấm đậm đà. Để lửa lớn nha con dâu. Cho đến khi sôi sệt lại. Lấy ăn cùng con trắng thôi cũng ngon nữa nha. Đậu hũ con lăn qua bột chiên giòn pha với nước. Sau đó lăn qua vụn bánh sandwich hay bánh mì bóp nhuyễn. Rồi chiên ngập dầu là giòn rụng liền. Trang trí ra dĩa là sang trọng tinh tế. Đạt chuẩn Michelin. Lễ Phật đản sắp tới con tính nấu món chay nào? Nhớ xài cà no 100% nấm hương organic để món chay đậm đà ngon như nhà hàng. Chuẩn Michelin nha.